Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Vào trưa ngày hôm nay mùng 4 tháng 7, đội 4 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ khởi tố 5 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Cả 5 đối tượng trong băng nhóm này đều nghiện ma túy và đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, qua công tác nắm địa bàn, đội phòng cảnh sát điều tra đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi tiêu thụ xe gian. Qua khai thác, Cơ quan công an đã phát hiện một đường dây liên kết thành băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nên đã lập phương án đấu tranh. Đến tối ngày 18 tháng 6, trinh sát đội 4 kiểm tra hai đối tượng Bông và Trần Thu Thủy, sinh năm 1990 là vợ của Bông thì phát hiện xe máy mà Bông đang cầm lái là xe máy đã bị trộm cách đó ít ngày. Từ đối tượng Bông, trinh sát đội 4 đã tiếp tục bắt giữ lần lượt các đối tượng là Nguyễn Hoàng Thọ, Lê Văn Vinh, Nguyễn Kim Đại, Phan Minh Đức cùng nhiều đối tượng có liên quan. Qua đấu tranh Băng nhóm này đã thừa nhận thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Cò Vấp. Theo cơ quan công an, thủ đoạn của băng nhóm này là thường xuyên đảo quanh các tuyến đường vào lúc rạng sáng để tìm kiếm các phòng trọ, nhà dân sơ hở để trộm cắp. Chúng thường đi thành nhóm và mang theo hung khí để chống trả khi bị phát giác do đều nghiện ma túy.